Niêm mạc miệng là lớp tế bào biểu bì bao phủ bên trong khoang miệng. Lớp tế bào này thường dễ bong, nên việc thu mẫu tế bào niêm mạc miệng có thể được thực hiện dễ dàng, nhanh chóng, không đau, áp dụng được cho mọi độ tuổi. Khi thu mẫu niêm mạc miệng dùng cho xét nghiệm, thường dùng tăm bông thu mẫu ở phần thành trong của má. Mẫu niêm mạc miệng được xem là mẫu chuẩn quốc tế cho xét nghiệm ADN huyết thống hoặc các xét nghiệm khác liên quan đến gen. Tại BioNet, mẫu tế bào niêm mạc miệng được dùng cho xét nghiệm ADN huyết thống mục đích pháp lý, xét nghiệm ADN huyết thống mục đích dân sự, các xét nghiệm gen khác, xét nghiệm xác định 8 đột biến gen G6PD phổ biến tại châu Á, xét nghiệm giải trình tự gen G6PD. Trong đó, đối với xét nghiệm ADN huyết thống mục đích pháp lý, thì việc thu mẫu phải do chuyên viên của BioNet thực hiện theo đúng thủ tục và trình tự để đảm bảo bản kết quả sử dụng được cho các thủ tục hành chính tại Việt Nam và quốc tế. Đối với xét nghiệm ADN huyết thống mục đích dân sự và các xét nghiệm gen khác, việc thu mẫu tế bào niêm mạc miệng có thể được khách hàng tự thực hiện tại nhà một cách dễ dàng theo hướng dẫn trong video này. Vật tư thu mẫu niêm mạc miệng cho xét nghiệm ADN huyết thống mục đích dân sự có thể được BioNet gửi tới khách hàng hoặc tự chuẩn bị. Nếu khách hàng đã liên hệ đăng ký dịch vụ xét nghiệm ADN huyết thống với BioNet và muốn nhận bộ kit thu mẫu niêm mạc miệng, BioNet sẽ gửi chuyển phát nhanh bộ thu mẫu về địa chỉ khách hàng đăng ký. Bộ thu mẫu bao gồm 1. Phong bì dùng để đựng mẫu có in sẵn thông tin thu mẫu. Thông thường, bộ kit thu mẫu của BioNet gồm 3 phong bì, tương ứng với người cha giả định, người con và mẫu bổ sung. Trong trường hợp bạn có số người tham gia xét nghiệm nhiều hơn thì vui lòng báo rõ với BioNet để nhận đủ số lượng phong bì cần dùng. 2. Que tăm bông chuyên dụng dùng để thu mẫu niêm mạc miệng. Tăm bông được chuẩn bị với định mức 2 que tăm bông cho một người tham gia xét nghiệm. 3. Bộ đơn đăng ký xét nghiệm gồm đơn đề nghị xét nghiệm và phụ lục đơn đề nghị xét nghiệm. Khách hàng có thể tự chuẩn bị vật tư thu mẫu tế bào niêm mạc miệng dùng cho xét nghiệm ADN huyết thống dân sự một cách dễ dàng, bao gồm giấy chán sạch hoặc phong bì sạch, số lượng tương ứng với số người tham gia xét nghiệm. Tăm bông tiệt trùng mua ở hiệu thuốc với định mức 2 que tăm bông cho một người tham gia xét nghiệm. Nếu tăm bông bạn chuẩn bị có 2 đầu bông thì nên cắt bỏ bớt một đầu bông để thuận tiện trong thao tác thu mẫu. Tải và in mẫu đơn đề nghị xét nghiệm tại mục hướng dẫn thu mẫu trên website www.xetnghiemadn.vn. Điền đầy đủ các thông tin và ký vào các văn bản sau: đơn đề nghị xét nghiệm ADN, phụ lục đơn đề nghị xét nghiệm, thông tin người được thu mẫu trên các phong bì. Ngoài xét nghiệm ADN huyết thống thì xét nghiệm chẩn đoán gen bệnh thiếu men G6PD cũng có thể sử dụng mẫu niêm mạc miệng. Hai gói xét nghiệm thường được quan tâm là xét nghiệm xác định 8 đột biến gen G6PD phổ biến tại châu Á, xét nghiệm giải trình tự gen G6PD. Vật tư thu mẫu cho các xét nghiệm này cũng có thể được BioNet cung cấp hoặc tự chuẩn bị một cách đơn giản. Nếu khách hàng đã liên hệ đăng ký dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán gen bệnh thiếu men G6PD với BioNet và muốn nhận bộ kit thu mẫu niêm mạc miệng, BioNet sẽ gửi chuyển phát nhanh bộ thu mẫu về địa chỉ khách hàng đăng ký. Bộ thu mẫu bao gồm 1. Phong bì đựng mẫu có in sẵn thông tin thu mẫu. 2. Que tăm bông chuyên dụng dùng để thu mẫu niêm mạc miệng. Tăm bông được chuẩn bị với định mức 2 que tăm bông cho một người tham gia xét nghiệm. 3. Bộ đơn đăng ký xét nghiệm gồm đơn đăng ký xét nghiệm và phụ lục về thông tin bệnh lý. Khách hàng có thể tự chuẩn bị vật tư thu mẫu tế bào niêm mạc miệng dùng cho xét nghiệm chẩn đoán gen bệnh thiếu men G6PD một cách dễ dàng, bao gồm giấy chán sạch hoặc phong bì sạch, số lượng tương ứng với số người tham gia xét nghiệm. Tăm bông tiệt trùng mua ở hiệu thuốc với định mức 2 que tăm bông cho một người tham gia xét nghiệm. Nếu tăm bông bạn chuẩn bị có 2 đầu bông thì nên cắt bỏ bớt một đầu bông để thuận tiện trong thao tác thu mẫu. Liên hệ với BioNet để được cung cấp mẫu đơn đăng ký xét nghiệm. Điền đầy đủ thông tin và ký vào các văn bản sau: đơn đăng ký xét nghiệm chẩn đoán gen bệnh thiếu men G6PD, thông tin người được thu mẫu trên các phong bì đựng mẫu. Đối
Đối với xét nghiệm ADN huyết thống hay xét nghiệm chẩn đoán gen bệnh thiếu men G6PD thì thu mẫu niêm mạc miệng đều được thực hiện rất đơn giản theo hướng dẫn chi tiết sau đây. Trước khi lấy mẫu niêm mạc miệng, mỗi người cần lấy mẫu nên uống vài ngụm nước để súc miệng. Đối với trẻ em đang trong giai đoạn bú sữa, cho trẻ uống vài thìa nước lọc và thu mẫu tránh giờ bú mẹ tối thiểu là 30 phút. Bắt đầu mở gói tăm bông theo hướng dẫn sau đây. Hai tay cầm ở mép bao bì, ngay tại vị trí không có đầu tăm bông, dùng một lực kéo tách hai mép bao bì cho đến khi miệng gói tăm bông mở ra là được. Sau đó, lấy tăm bông để tiến hành thu mẫu. Cần lưu ý, tuyệt đối không chạm tay vào đầu tăm bông. Cho đầu tăm bông vào khoang miệng của người tham gia xét nghiệm, chạm đầu tăm bông vào thành má trong, ấn một lực nhẹ vào quẹt kết hợp với xoay tròn tăm bông trong khoảng thời gian từ 15 giây đến 30 giây. Đặt ngay tăm bông vừa thao tác thu mẫu vào phong bì đựng mẫu của người đó. Dùng tăm bông còn lại trong gói, thao tác thu mẫu tương tự cho bên má còn lại, cho vào phong bì và dán kín lại. Thu mẫu cho người tiếp theo nếu có, lặp lại bước 1 và bước 2 cho những người tham gia xét nghiệm còn lại. Với mỗi người là một phong bì đựng mẫu khác nhau. Trong quá trình thu mẫu niêm mạc miệng, cần lưu ý các điểm sau để hạn chế nhiễm mẫu và đảm bảo chất lượng mẫu. 1. Không chạm tay vào đầu tăm bông để tránh gây nhiễm mẫu. 2. Khi sử dụng tăm bông hai đầu để thu mẫu, cần cắt một đầu tăm bông để xác định rằng đầu còn lại sẽ dùng để thu mẫu. 3. Cần cho trực tiếp tăm bông sau khi thu mẫu vào phong bì giấy và để khô tự nhiên. 4. Không cho tăm bông thu mẫu vào túi ni lông, tránh tình trạng hấp hơi gây hỏng mẫu. 5. Bảo quản mẫu trong điều kiện thoáng mát ở nhiệt độ phòng. Mẫu có thể bảo quản ở điều kiện này khoảng vài tháng. Tuy nhiên, bạn nên gửi mẫu đến bao nét càng sớm càng tốt. Đóng gói toàn bộ các phong bì chứa mẫu đã thu vào vỏ bộ kít. Nếu có nhiều hơn một người tham gia xét nghiệm hay nhiều hơn một phong bì mẫu, thì khi xếp các phong bì, cần lưu ý đảo đầu phong bì để đảm bảo các đầu tăm bông không chạm vào nhau gây nhiễm mẫu. Cho tất cả các mẫu xét nghiệm và bộ đơn đăng ký xét nghiệm vào phong bì lớn, dán kín miệng phong bì. Gửi trực tiếp đến trung tâm Bionet thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh về Trung tâm Xét nghiệm Bionet Việt Nam, địa chỉ tầng 2, tòa nhà GB Invest, số 170 Đê La Thành, phường Âu Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 024 6674 7102. Bionet hy vọng video này sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn cách thu mẫu niêm mạc miệng cho xét nghiệm ADN huyết thống mục đích dân sự, xét nghiệm chẩn đoán gen bệnh thiếu men G6PD để có thể chủ động hơn trong việc thu mẫu tại nhà. Việc thu mẫu đúng và đủ sẽ giúp cho quá trình xét nghiệm được diễn ra nhanh chóng, chính xác, đảm bảo thời gian trả kết quả đến các gia đình. Để được hỗ trợ thông tin về tư vấn thủ tục thu mẫu dành cho xét nghiệm ADN huyết thống, xét nghiệm chẩn đoán gen bệnh thiếu men G6PD hay các xét nghiệm gen khác tại Bionet, vui lòng liên hệ Trung tâm Xét nghiệm Bionet Việt Nam, trụ sở chính tại Hà Nội, địa chỉ tầng 2, tòa nhà GB Invest, số 170 Đê La Thành, phường Âu Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại 024 6674 7102. Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 64 Trương Định, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028 3932 5196. Hoặc liên hệ tổng đài 1900 998896 để được hỗ trợ tốt nhất.